Hai xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh YouTube của Hữu Thọ. Thì tiếp tục thì hiện tại thì nói chung thì cũng gần 9 giờ rồi, thì em cũng tiếp tục để em cập nhật những cái thông tin mà đang xử cái vụ mà của Tà Am trước tòa, trong tòa nữa quý vị. Đó, theo quý vị cũng biết thì tầm 7 giờ mấy đó thì cơ quan chức năng thì cũng có chở là thầy ông nội vào rồi, với một số người như là Tà Am, giả sư, chọc sư thì cũng chở vào hết rồi nha quý vị. Thì hiện tại thì trong phiên tòa người ta đang xét xử cái vụ của Tà Am, thì trong đó thì không có được vào. Nhưng quý vị biết tình hình trong đó bây giờ nó cũng rất là căng thẳng đó, chứ không kém gì. Thì quý vị nhìn đi, nhìn cái khung cảnh mà ở bên ngoài nè quý vị. Đấy, quý vị thấy không, cái khung cảnh mà ở bên ngoài nè có rất là nhiều người dân, người dân người ta đứng tấp nập bên lề đường quý vị, rất là đông luôn nha quý vị. Đó, quý vị thấy không, đó, rất là đông người dân, người ta cũng đang chờ đợi cái kết quả. Thì cái phía bên đó quý vị thấy không, là cái tòa án huyện Đức Hòa đó. Bên đó thì có rất là nhiều chú công an và những anh công an, thì người ta đang túc trực và bảo vệ đó. Thì có một số phóng viên và báo chí thì người ta cũng túc trực ở đây để làm những cái dữ liệu, đăng tải lên những cái thông tin. Thì cái phía bên đây thì quý vị thấy nè, cũng rất là đông nè quý vị. Thì phía bên đây này rất là đông anh chị em luôn. Quý vị nhìn nè, đó, thì chút xíu em sẽ lội bển một vòng quý vị. Thì em cũng muốn là cập nhật thì liên tục thì những cái thông tin nào thiết nhất đến cho quý vị. Đó, thì theo quý vị biết thì cũng có nhiều người lắm thì cũng lên nói về cái vấn đề của Tà Am, là hiện tại thì có một số người vẫn còn u mê đó quý vị. Thì nói là Tà Am vẫn còn vô tội hoặc là như thế này thế nọ đó. Nhưng thì quý vị thấy không, là trước mắt đi nè, hiện tại thì trước mắt quý vị thấy không đó, cơ quan chức năng hoặc là những anh công an đó, người ta vẫn túc trực và cái phiên tòa vẫn đang tiếp tục là diễn ra. Có một số người là nói là cái phiên tòa hiện tại là có thể được về đi, nhưng thực chất quý vị thấy nè, cái phiên tòa người ta vẫn là tiếp tục là đang diễn ra. Khu bên đây nè quý vị thấy không, rất là đông người luôn đó, rất là đông anh chị em khu bên đây đó. Khu bên đây quý vị nhìn nè, một khoảng đoạn đường rất là dài đó, tại vì đứng nó có nề nếp quý vị. Đó, thì ở bên đây cũng vậy à quý vị thấy không, ở bên đây thì em cũng lội vòng bên đây một cái đó quý vị thấy không. Đó thì cái khu bên đây nè quý vị nhìn nè, đó quán cà phê này rất là đông anh chị em luôn đó. Thì nói chung thì anh em YouTube cũng rất là nhiều đó, hoặc là quý vị thấy không nè, có một cái khoảng đoạn đường dài luôn nè quý vị, đó một cái đoạn đường rất là dài rất là đông. Thì khu tuốt đằng đẳng quý vị thì cũng có rất là nhiều á, là những anh công an đó, thì người ta cũng đang là túc trực cái khu bên đó đó. Thì còn á quý vị biết là tới bên đó, đó là vô trong đó thì không được, là chỉ đi tới là tới những cái anh công an đứng ở đó thôi là người ta đã xét rồi. Nói chung tới đó là những anh công an người ta đã xét rồi, không có cho vào nữa rồi, tới đó là bị chặn đứng lại liền. Em nói thiệt quý vị, hai đầu đường luôn, thì quý vị nghĩ đây là phút nào cũng có người hết trơn á. Đó thì có gì để em đi xích lại gần bên kia thì em cũng sẽ quay lại cho quý vị xem. Thì tình hình thì quý vị thấy không? Rất là đông. Thì xin lỗi chồng của anh đây nha quý vị. Coi rất là nhiều chị em cô gì chú bác hoặc là những cái kênh nói chung mà cũng có rất là nhiều kênh YouTube, thì người ta cũng tới đây để người ta quay lại nha quý vị. Thì sẽ lội qua phía đây chứ đó, thì em sẽ quay quý vị xem chút là rất là đông anh em YouTube nè quý vị ha. Em sẽ quay một cái đoạn đường quý vị coi nè đó. Một số người dân á thì người ta cũng muốn lại đó là coi cái xử cái vụ này thế nào đó. Còn một số thì cũng là một số những nhân YouTube đó, thì còn một số thì một số nạn nhân như là người nhà, cũng có số người nhà nữa quý vị, người ta cũng rất là bức xúc, người ta muốn lại là chia sẻ. Thì quý vị biết thì em chỉ được đi tới đây thôi, thì không có thể nào được bước vào bên trong để em có thể quay được những cái chú công an dưới đường quay lén lút quay là người ta không cho quay nha quý vị. Thì cũng nói cho tụi em lắm. Thì quý vị biết thì tin tức á thì như thế nào á thì tụi em sẽ cập nhật liên tục thường xuyên cho quý vị.
chứ không bỏ lỡ một phút giây nào hết. Thì giờ này quý vị biết á, là hai ông nội đang bị xử chẩn rồi, thì tụi em thì cũng đang chờ là cái kết quả, thì trong giây lát thì không biết thì bao lâu nữa thôi, nói chung thì không bao lâu nữa thì sẽ xử xong, thì xong giờ nào thì tụi em sẽ tiếp tục cái giờ đó, sẽ quay lại những cái khoảnh khắc mà cho quý vị biết thấy. Hình như là hiện tại là trong đó bây giờ nó cũng rất là căng thẳng rồi, quý vị thấy là mọi người cũng căng thẳng. Nhìn ở đây quý vị nhìn thấy xa xa thì sẽ không thấy, còn em thì nhìn thấy trong đó là có rất là nhiều phóng viên chạy tới chạy lui, là nhốn nha nhốn nháo như là chạy quay những cận cảnh. Quý vị biết đó là cái khúc của nó là một cái quán cà phê bên đó đó ngồi, quý vị cũng rất là đông người, người ta đang ngồi trong đó người ta chờ chứ không phải là không có đó. Hiện tại là em nói là khu vực này là chỗ nào cũng có người, công an thì đứng tới hai đầu đó, đầu thì tuốt mị mị đằng kia cũng có một đầu ha, nhưng đằng này nè tuốt đằng này thì cũng có một đầu là những anh công an đứng túc trực đó, đứng tới hai bên đầu đường luôn đó. Bởi vì quý vị nghĩ đi, cái vụ việc này thì nó rất là lâu rồi, tầm 2-3 năm trời rồi, nó rất là lớn nữa chứ không phải là cái chuyện nhỏ, nên nó đâu có thể làm sơ sài đó. Thì quý vị biết một số người thì lên tiếng là bên vực nói là tà am thì trong sạch, tà am không có vấn đề gì xảy ra, nhưng kết cục người thấy không, tới ngày là tà am này bị xử đó, rồi có thấy là những một số thành phần như những cái bọn lương đó có ai là lên tiếng là bên vực không, có ai lại dám lại nói không, có ai lại dám lại ủng hộ không quý vị. Anh chỉ biết ở nhà lợi dụng ở nhà trên mạng xã hội tung những cái thông tin này lên trên mạng xã hội thôi. Quý vị biết đó, trong lúc này đó mà có một số những anh em đó thì đang live stream, mà có một số kênh YouTube dơ, một số thành phần đó quý vị cũng lợi dụng lúc này nè, đi ăn cắp những cái đường link hoặc là đi ăn cắp những cái đường like là của những anh em YouTube đó, để chia sẻ lên kênh của mình. Quý vị thấy nhục nhã không, quý vị thấy rất là nhục nhã đúng không quý vị, không có dám lại đây mà ở nhà thì đi ăn cắp những cái đường link của người ta, rồi cái đây đăng lên kênh của mình như nói như là tôi đang có mặt tại đây, nó rất là rõ ràng, có rất là nhiều lần nữa quý vị. Cái vụ này thì nó có rất là nhiều lần, hoặc quý vị nhớ cái vụ mà của anh Thám Tư Cung cũng vậy đó, cũng rất là nhiều lần ta đi tới chỗ tôi quay vụ ta, anh ta cũng ở nhà ăn cắp những cái đường link, cái anh ta đi đăng tải như anh ta là đang trực tiếp là quay gì đó, thì tới bây giờ cũng vậy, thì có những cái kênh thì hiện tại là người ta đang đăng phát trực tiếp. Có một số kênh YouTube chơi như Hoàng Kim Dung gì đó thì cũng hiện tại là đi ăn cắp những cái đường link của người khác để nhằm cùng em quay nói chuyện sát đây mà đó, thì cũng nhằm có mục đích thôi, quý vị biết rồi đó. Thì làm gì thì chỉ là câu kéo khán giả, hoặc là thừa nhận là nói là tôi đang có, hiện tại là tôi đang có mặt tại đây cái gì đó, rất là nực cười đúng không quý vị. Thì quý vị biết thì ngày hôm nay thì tất cả những anh em YouTube thì người ta sẽ có mặt tại đây, người ta sẽ là quay cận cảnh từ đầu cái vụ án xử hoặc là tới cuối vụ án thì xong thì những anh em YouTube người ta mới về, chứ không có khi nào anh em YouTube người ta về nửa chừng, phải đợi có kết quả nha quý vị. Bởi vì quý vị biết là cái vụ này rất là nè, cái đoạn đường này quý vị nhìn nè, nên là cái khu này nó mát á, có rất là nhiều anh em á thì cũng có chỗ để trú mát đó. Nhưng cũng có rất là nhiều anh em đang tác nghiệp. Thì thời điểm hiện tại đó là chủ yếu là tập trung vào cái tòa án này thôi, tập trung vào cái tòa án huyện Đức Hòa này đó. Cũng đang chờ đợi, tại vì quý vị biết là luật sư Vũ người ta cũng đã vào rồi. Quý vị nhớ không đó, là có mấy ngày trước là tà am nó tấn công vào luật sư Vũ rất là nhiều, nhưng hiện tại thì luật sư Vũ thì cũng đã vào trong tòa đó rồi. Thì luật sư Vũ và luật sư Vlog thì hai người này thì sẽ là hỗ trợ xử lý cái phiên tòa này, xử lý cái tà am này để đưa tà am ra ánh sáng đó, để cho quý vị và các bạn biết được cái bộ mặt thật của tà am. Quý vị thì có xem kênh thì cũng nhớ đăng ký kênh và nhớ chia sẻ kênh của em nha quý vị, để cho kênh của em nó có độ tương tác hơn, để kênh của em nó phát triển hơn nha quý vị. Tại giờ nào này kênh của em nó mất đề xuất quá, nó mất độ tương tác quá, nên em làm clip thì cũng rất ít anh chị em xem. Quý vị cũng nhớ ủng hộ kênh của em nha. Đó thì bây giờ em sẽ quay lại một lần nữa cho quý vị xem, thì em sẽ là kết thúc cái video này tại đây. Nè, quý vị thấy không? Đó, cái đoạn đường đó, bên trong này là khu tòa án nha quý vị. Đó thì khu bên đây thì rất là đông người dân nè, đây là một số người dân nha, ở đằng kia thì có những anh công an. Đó thì thôi thì bây giờ em cũng xin là kết thúc video tại đây.
quý vị thì có xem kênh cũng nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh của em nghe quý vị. Kênh của em là kênh Hữu Thọ Channel. Nói chung kênh của em nó mắc đề xuất rất là nhiều, nên bây giờ em làm clip cũng rất ít anh chị em xem. Thì vì có xem kênh á, cũng nhớ đăng ký kênh và nhớ cho em một like luôn nha, để cho kênh của em nó phát triển hơn, để em còn động lực mà em làm những cái video hay hơn cho quý vị xem. Và thôi thì bây giờ em cũng xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo ạ. Em xin chào, bye bye quý vị, bye bye quý vị ạ.